đẹp lắm chứ. Nguyễn Khoái nè, con Đức Quý xong qua Nguyễn Khoái, trường Nguyễn Huệ ngày xưa nè, trường cấp 2 đó, trường Nguyễn Huệ. Wow, tự nhiên đó, bây giờ là gần 3 giờ, cái trời hơi âm u, không biết có mưa hay không đây nha, hơi xui, nhưng mà thấy trời khá là âm u, lúc nãy thì có nắng, còn giờ trời hơi tới tối. Bởi cái số dạo ở trong hiểm 88 Nguyễn Khoái nè. Rồi buổi trưa trong mấy con hẻm này thấy nó bình yên gì đâu á. Cũng không có bình yên lắm. Nghe mấy cái loa kẹo kéo thì đúng là nhức đầu. Trời bắt đầu đen đen rồi. Xong bắt cái chiếc xe này rồi.